tới nhà rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ xuống xe, đưa ra vườn, chuẩn bị ít bữa nữa sẽ có cái vườn thần tiên thứ hai. Hôm nay cái vườn bên này rộng hơn vườn nhà mình nha các bạn. Lạnh quá các bạn ơi, nó rung mà nó lạnh mà nó rung. Ngày hôm qua trồng măng tây nè, mà chưa trồng xong nè các bạn. Hôm nay lại tiếp tục, đây, xới ra hết rồi, hôm nay mua thêm gạch á, về để rào xung quanh cái chỗ này lại. Lạnh quá, cái máy quay phim nó rung. Lạnh thiệt đó chứ, sao bữa nay lạnh dữ ta. Mấy anh em giờ đẩy phân ra ngoài nha các bạn, ra phía sau. Đây này, đất đây đó. Bây giờ mình quay sơ khu vực phía sau nha, ít bữa mình quay lại nó sẽ khác hơn, nó có rất là nhiều hoa quả ở đây, bây giờ chỉ là trống thôi. Các bạn còn nhớ cây mật mỹ không? Đó, lạnh quá các bạn ơi, đi mà nó rung quá. Bên kia có mấy con sóc nè. Cây mật mỹ nha. Đó, ở đây có, mình đâu có mua mật đâu, hồi nãy mình chỉ mua đào thôi. Bây giờ nó cũng chưa có ra chồi gì lắm. Bên kia hồi nãy mình thấy có con sóc nè. Hello, hello sóc. Một cây táo. Các bà đó luôn đi. Giờ chị muốn trồng sao chị trồng thôi, em đâu có nói gì đâu, ủy quyền đất rồi. Xài thoải mái, miễn sao có cái sướng không các bạn. Có hoặc là cho em ăn giới rồi. Ok. Nghe em nói dễ thương không các bạn. Ủy quyền đất cho chị trồng bao nhiêu chị trồng, miễn sao thu hoạch cho em ăn là được rồi. Mình định hình cho các bạn xem nha. Là nguyên một dãy sát ở tường là mình trồng cherry, đào, rồi lê, rồi mận là có cây cổ thụ này rồi. Bên hàng xóm có hai cây nữa. Đó, rồi mình sẽ trồng ở đây blueberry nè. Blueberry mình trồng ở đây chắc cũng phải 3-4 cây nữa. Nguyên một dãy này á, là mùa xuân á. Chắc em dâu mình với em trai mình ra đây mặc áo dài múa quá các bạn ơi. Nó ra rất là nhiều hoa ở đây nè, đó. Mùa xuân đẹp lắm nha tiền. Đủ thứ các bạn ơi. Đất phân thùng. Đó. Anh. Cái thùng này mua ở Costco nè, nó dày cộm nè, nãy nhìn nó nhỏ lắm. Mua luôn cái cây mới luôn hả? Mua cái xẻng mới. Để ngoài nó mục hết. Bây giờ trồng măng tây nhưng mà mình phải xúc tất cả những cái đất ở dưới là đất tự nhiên đó các bạn, đất xốp á. À, đất cứng á với đá. Thì mình xúc bớt đi, sau đó mình sẽ đổ những cái đất xốp này xuống, rồi mình trộn phân rồi trồng mới tốt nha các bạn. Em mình nó xúc ra, ông xã mình nó xúc kê dậy đầy rồi nó xúc ráng. Các bạn ơi, đẩy mình nghĩ xe nó quẹo giữa đường quá. Ra phía sau bồi đắp vô những chỗ nào mà nó bị lõm á các bạn, xong rồi lại lấy cỏ trải lên trên nha. Hợp lý ha, bằng cái chỗ này nhìn đẹp. Chỗ kia một hổm nữa nè, không cậy cỏ dưới đó lên. Cậy cỏ dài, bây giờ bữa mua hạt cỏ gì trồng? Mua hạt cỏ. Hạt cỏ bán có mấy đô, mười mấy đô bịch á, rải lên cái. Rồi bây giờ tất cả những bao đất ha, sẽ đổ hết ở đây, sau đó sẽ dùng máy trộn đều hết nha các bạn, từ phân cho đến đất, rồi mình sẽ xây gạch vô đó. Mấy cái gạch này, cái gạch này các bạn, đây là gạch của chủ cũ nè, còn đây gạch mới mua thêm vài cái nữa nè. Về sẽ làm một cái khung vườn ở ngoài trước, trồng măng tây, rồi dưới gốc măng tây
sẽ trồng rau má và rau càng cua, rồi ngò gai, hành, nói chung là dưới gốc măng tây nha, còn cái măng tây thì nó sẽ mọc riêng đó. Các bạn ơi, mình mới trồng mới có mấy cái thôi mà mình cảm thấy nó nôn nao. Không biết ít bữa nữa cái khu vườn xung quanh nữa mình quay sao. Bên phía này sát cái tường, lúc trước là em dâu mà nó trồng cà chua rồi rau á, rau cải. Giờ mình trồng mấy cây lạ hơn chút xíu, nhìn cho nó khác một tí ha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục là một ngày xới đất nữa. Đây, bây giờ là không phải là xới, bữa hôm đó là xới, bây giờ là trộn nha các bạn. Trộn tất cả những đất và phân để trồng măng tây thiệt sự đây. Chỗ này bữa trồng cái gì nó cũng đổ trái đổ hoa xuống. Rồi tất cả những đất mình đổ cho nó đầy vung ở đây ha, phân nữa. Đó, bây giờ lại hồi nãy mình trộn phân này nè. Đó. Mình trộn phân này với đất trồng cây ha. Trộn phân này xong rồi bây giờ lại trộn thêm hai bịch phân gà nữa cho cái vùng đất chỗ này. Chứ bữa mình trồng cây trái gì ra nó cũng tốt nha. À, măng tây rồi cà chua rồi đó. Trồng đầy đủ. Phân gà ha. Phân gà thì mình bỏ hai bao cho 1 m, 2 m, 3 m, 4 m. 4 mét vuông đất chắc cỡ đó đó. Tất cả những bụi măng tây sẽ trồng hết ở đây. Bây giờ thì khoét lỗ cho xuống ha. Vẫn còn tươi mà anh. Hả? Muốn cho anh chọt chứ. Đó, anh chọt đi. Chị cắt chừng này. Đây. Cứ chừng đó một cái. Đây bụi măng này các bạn, măng này người ta trồng từ 2 cho đến 3 năm, có thể 4 năm, ông chủ còn nói vậy đó. Rồi trồng xuống thôi. Được chưa? Rồi bỏ miếng đất. Ở giữa để đất anh nhớ không? Ở giữa như cái núi xung quanh nó trèo ở giữa để giữa. Ừ. Rồi bỏ nó lên. Anh bỏ đi. Lửa nào đẹp nhất, cái nào tươi nhất. Đó, bỏ vô. Trồng măng tây. Anh xã tiếp tục trồng măng tây cho mùa xuân sắp tới. Này tiền, nhìn kìa. Trồng vậy đó. Cho một ụ cho nó vô trong cái mầm xung quanh nó vậy đó, giống bạch tuộc kìa. Rồi, đã trồng được một bụi rồi các bạn. Trồng xong mình để cái chồi lên giống vậy nha. Đó. Hơi cao á, thêm tí đất nữa. Lấp tí đất nữa. Rồi chút xíu mình sẽ tưới nước nha các bạn. Nó hơi thiếu đất đó anh. Đó. Rồi xong rồi. Đó như vậy nè. Vậy là vừa. Rồi đó. Chút mình tưới nước lên. Cái bên một cái nữa. Rộng rộng tí. Sao trồng mình xéo qua vậy. Cái mầm nó ở đây thì cái đây. Xúc ở trong một tí nữa. Rồi được rồi đó, được rồi, khỏi xúc nữa. Anh à, cái chỗ đi cho nó u lên. Chị nói có cái lục cành nhỏ nè. Cái này nó dài quá tội nghiệp chứ. Cao quá. Để nó. Xúc bất tất thì cao quá. Vậy nè. Đó, vậy nè. Vừa rồi đó. Rồi, anh bỏ lên đi. Đó các bạn. Vậy là xong. Bụi măng tây trộn rất là nhiều phân ở trong này, vừa đủ không nhiều mà cũng không ít, phải đủ lượng vừa đất vừa phân để cho măng tây nó phát triển. Rồi, nhanh.
tưới nước lên cây đã nè. Đây, cái chỗ nó đây. Buổi thứ hai thôi hả? Buổi thứ nhất nằm đâu vậy? Đó. Đây. Buổi thứ nhất, buổi thứ hai. Rồi, sẽ trồng tất cả những bụi khác giống nhau như vậy nha. Đây, tiếp tục, lại tiếp tục nữa. Tìm cái gốc nào nó bự mà nó tươi á. Anh ơi, anh bánh ra. Anh giang nó đây. Giang này giúp em nha. Rồi, anh ấy đó. Rồi anh lắp đất đi. Nó đừng có thấp quá, cao cao thế. Rồi đừng có chặn nó, để em dỡ lên, lấy cái tay ra. Đó. Bằng tay. Vẫn thấy hơi thiếu đất á hả? Chút nữa thiếu thì đổ thêm cái mít đó. Hốt tình mít đó anh. Em trai mình thì nó xúc bớt đất để trồng cái gạch xuống. Gạch nè các bạn. Để bỏ gạch xuống nha. Anh ơi, nhìn em có đẹp không? Giống băng tay không? Hả? Đẹp không? Không khi nào khen vợ mà nhìn vợ các bạn. Mỗi lần hỏi anh ơi em có đẹp không? Ông nhìn cái đất ông kìa đẹp. Mình hỏi đất đẹp hay vợ đẹp? Ông nói đất đẹp. Bó tay giọng luôn. Giang giang này, cái này cái mầm nó nhỏ tí, cái này mầm bự nè, em chọn cái đó. Bạc bên kia đi. Trồng măng tây nha các bạn, ráng trồng đi, ít bữa sẽ có đồ ăn. Thêm đất chưa? Tất cả những cái chồi mà măng tây á, mình trồng xong cắm cây xuống nha các bạn, để biết cái mầm nó ở đâu để mình tưới nha. Đó, đó. Rồi, đã trồng được mấy cây rồi đó. Bên kia nữa là xong. Cây đầu cắm. Anh có cây không? Đây này. Đây này. À. Này. Đây. Cắm cây vô. Sát sát một tí. Đây. Ừ, sát tí, tiết kiệm. Ừ, coi chừng sốt trúng rễ nữa anh. Trồng băng tay vui các bạn. Hì hục mấy ngày trời bây giờ mới xong cái chỗ này ha. Em mình làm được cái gạch xung quanh là đẹp cho nè các bạn. Đó. Đó. Rồi ông xã mình cũng trồng xong cái bắt đầu ông làm nguyên hàng dài xong cái được về nhà thôi. Trời ơi, anh Viễn tự nhiên lấy vợ xong có nghề trồng cây ta. Sướng ha. Hả? Sửa xe, sửa đồ, bây giờ chuyển qua trồng cây sướng rồi còn gì nữa, đổi một nghề mới. Thiệt là ngoạn mục. Từ trên xe hơi nhảy xuống cái giường. Trồng sao cho lên măng nha. Lên măng em hái em xào cho ăn. Sau mấy tiếng đồng hồ thì hụt cày đất. Cày đất các bạn ơi, cày đủ thứ. Trộn phân trộn này kia. Bây giờ đã hoàn thành xong tất cả những bụi băng tay ở đây. Rồi bây giờ chỉ đợi ngày. Đợi ngày cho măng tay nó lên cây. Nó lên mầm mà hái thôi. Không biết năm này có hái được không hay là sang năm mới hái. Thì trồng thì cứ trồng thôi. Khi nào có rồi tính sau nha. Các bạn ơi, sau khi tất cả măng tay đã được trồng xuống thì bây giờ đã cuốc nguyên một hàng nè các bạn. Sau đó mình bỏ gạch xuống nha. Đó. Mình xả mình cuốc. Em mình nó bỏ gạch xuống. Chỗ này sắp tới sẽ có một ở trên thì măng tây ra rất là nhiều lá măng tây đẹp, mà cái măng tây nó lên hay không mình không biết nha, đợi lúc đó là tính.
Nhưng mà dưới gốc măng tây mình sẽ trồng rau má, rau đắng, rồi rau rau gì ta, rau ngò gai, rồi củ cải. Wow, trồng măng tây cũng có lợi lắm đó các bạn. Ở dưới gốc nó trồng được rất là nhiều thứ luôn. Đẹp không? Wow, đẹp quá ta. Ráng trồng xong rồi mình quay lại một lượt nữa nha. Nó phải giăng dây các bạn ơi, giăng mới đo được cái gạch nó thẳng đó. Làm công phu quá hai anh em à, từ nãy giờ từ chiều giờ. Trồng cây từ lúc sớm bẩn bây giờ tối thui. Tối thui tối mò mà chưa xong nè các bạn, xong rồi, xong cây rồi nhưng mà còn cái gạch này nè. Gạch này là sau cùng nha. Đã có một gọi là một phần ngàn của khu vườn thần tiên. Một phần ngàn nha các bạn, mới được có một chỗ măng tây thôi nha. Còn phía sau nữa. Cứ mỗi ngày làm tí. Các bạn ơi, trồng vườn ngoài lạnh á, nó lạnh mà nó chảy nước mắt nó mũi chân. Nãy có mua hamburger mà ông xã mình ăn rồi, bây giờ mình mới đói bụng mình ăn nè các bạn. Đó. Ở trong là thịt và rau, ăn thôi các bạn ơi. Làm vườn xong ăn gì cũng ngon các bạn ơi. Cái hamburger của cái hãng nhà Windy nó ngon quá. Mình lao động hơi mệt mệt tí, ăn nó ngon quá các bạn ơi. Trời ngoài tối thui à, mà mình mặc cái áo này nhờ nó sáng nó quay được á, chứ ở ngoài tối lắm. Mua xong người ta cho bán cho ly nước ngọt, quá xá bự. Ăn hết này cái lên xe đi về. Ngày mai sẽ qua nhà em mình trồng dâu tây, trồng đào, trồng táo, trồng lê, trồng cherry. Mình mua đủ thứ các bạn. Cả em bé hả? Anh ăn không? Tạm biệt các bạn, đi về thôi các bạn ơi.